Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay video về đường phố Sài Gòn trong cái dịp mà cả nước và nhân dân cùng cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh đó các bạn. Mình sẽ chủ yếu sẽ quay những cái khu điểm nóng mà trước đây là mật độ xe cộ dày đặc và hay xảy ra ùn tắc. Thì mình sẽ quay những chỗ đó coi hiện giờ trong cái hoàn cảnh này thì nó sẽ như thế nào. Chúng ta thấy trên đây là cầu Chà Và trên đường Võ Văn Kiệt. Chúng ta thấy mật độ xe cộ cũng rất là vắng. Chỉ có vài chiếc xe thôi và ít thấy bóng dáng của xe ô tô. Vì đây là đại lộ Đông Tây, là cửa ngõ để từ thành phố Hồ Chí Minh đi về miền Tây và từ miền Tây đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Thì thường thì xe tải, xe ô tô rất là nhiều để vận chuyển hàng hóa và kết nối giữa Sài Gòn và miền Tây, mà hôm nay chúng ta thấy rất ít bóng dáng của xe ô tô không? Chúng ta thấy trên đường chỉ cũng có một ít số xe gắn máy, là chúng ta thấy ý thức người dân cũng chấp hành cái lệnh của chính phủ cũng rất là tốt để cách ly xã hội. Đây là khu vực cầu Nguyễn Tri Phương trên đại lộ Đông Tây đó các bạn. Mình thấy đường Võ Văn Kiệt rất là thông thoáng. Những cái cảnh tượng này chỉ xảy ra khi dịp Tết lễ thôi. Đường Trần Hưng Đạo cũng rất là vắng nha các bạn. Phía trước là ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ. Ngay cầu Nguyễn Văn Cừ cũng là cái điểm nóng về ùn tắc và mật độ xe cộ đông nha các bạn. Và hôm nay chúng ta thấy không, trước mắt chúng ta ngã tư đó rất là vắng lặng. Và trên cầu Nguyễn Văn Cừ thường thì những xe hơi, xe gắn máy nối dài với nhau. Bây giờ đường chạy rất là thông thoáng, chỉ có vài chiếc xe thôi. Chúng ta thấy bớt hơn rất nhiều phần trăm so với cái những ngày bình thường mà chưa có xảy ra cái tình trạng bệnh dịch. Đây là cầu Nguyễn Văn Cừ từ quận 5 đi qua bên quận 8 đó các bạn. Và đây là đường Nguyễn Hữu Thọ. Khi chúng ta đậu xe đi ra đường cũng phải giữ cách ly đúng là tối thiểu 2 mét nha các bạn. Mình cũng không có dám mà đậu gần. Đây là đường Nguyễn Hữu Thọ. Bắt tờ đầu từ khúc này đi về hướng cầu Kinh Tẻ đi qua quận 4 đó các bạn. Thường thì ở đây thì những chiếc xe hơi, những xe tải, những chiếc xe gắn máy chen chúc nhau mà đi, nối đuôi nhau mà đi. Thì hiện giờ trước mắt mình ngay đèn xanh đèn đỏ chạy thì cũng có vài chiếc xe gắn máy thôi. Chúng ta thấy đường rất là trống, chứng tỏ ý thức người dân cũng rất là tốt ha. Và một phần là do cũng cách ly đó, người với người, nhà với nhà, phường với phường, xã với xã, tỉnh với tỉnh, cho nên cũng giao thông cũng hạn chế rất là nhiều. Chúng ta chủ yếu là thiệt hại kinh tế cũng mình nghĩ cũng rất là nặng, nhưng mà chúng ta hy sinh kinh tế để mà bảo đảm phòng chống dịch bệnh và bảo đảm tính mạng của mình, của người dân là ưu tiên. Chúng ta thấy con đường rất là vắng vẻ, chứ thường là ở đây là khi mà đi ô tô hoặc là xe hơi thì rất là kẹt xe, rất là mệt đó các bạn. Một đoạn rất là dài, tất cả các loại xe đều chen chúc và nối đuôi nhau. Bây giờ đang đi lên, mình đang lên cầu Kinh Tẻ đó các bạn. Các bạn thấy rất là thông thoáng không? Xe chạy thoải mái luôn. Lâu lâu mới thấy được một chiếc xe ô tô. Và mình đi ra như vậy thì mình cũng đeo khẩu trang nha các bạn. Và giữ cự ly, mình không chạy không, chứ mình không có tiếp xúc với ai hết. Mình chạy đi quay rồi mình về tới nhà luôn. Mình không tiếp xúc với ai, mình đeo khẩu trang và mình chạy rất là cách xa ra, giữ cự ly xa, chứ mình không có chạy gần. Chúng ta thấy cầu Kinh Tẻ, một điểm nóng kẹt xe rất là khủng khiếp. Nỗi ám ảnh với dân từ quận 7 đi qua về hướng Sài Gòn, mà hôm nay như thế này đây, rất là trống vắng. Những sự việc này chỉ xảy ra vào những ngày lễ lớn và dịp Tết. Nó còn vắng hơn những cái ngày lễ lớn và dịp Tết luôn đó các bạn. Tại vì Sài Gòn là người dân nhập cư vào đây mưu sinh và sinh sống rất là nhiều. Cho nên những ngày lễ lớn này kia, Tết thì người ta cũng về quê, tạo cho Sài Gòn một cái cảnh rất là trống vắng, thoáng đãng. Bởi vì mình nói lễ Tết đi đâu là đẹp nhất, chỉ ở Sài Gòn là đẹp nhất thôi. Còn lễ Tết những cái dịp đó, những khu du lịch rất là đông. Đây là đường Nguyễn Thị Nghĩa, ở kế bên phải mình là khách sạn New World đó các bạn. Trước mặt mình là ngã 6 Phù Đổng. Ở đây cũng là xảy ra tình trạng mật độ xe rất là đông những ngày bình thường. Và hôm nay các bạn thấy không, lác đác vài chiếc xe gắn máy. Đường rất là ít, thỉnh thoảng chúng ta mới thấy chiếc xe ô tô thôi. Đậu ngay đèn xanh đèn đỏ nhưng xe cũng rất là vắng. Và đây là đường Điện Biên Phủ đó các bạn, cũng là một trọng điểm mà mật độ xe cộ dày đặc. Hướng từ Cách Mạng Tháng 8 đi đến khoảng ngã tư Hai Bà Trưng thì theo mình nhận định lúc trước khi chưa có phòng dịch thì xe rất mật độ xe cộ rất là đông, và xe gắn máy, xe ô tô chen chúc nhau mà đi, và thậm chí những loại xe ô tô phải len lỏi vô những cái len mà xe gắn máy để mà chạy, và xe gắn máy còn không có đường chạy luôn. Mà hôm nay chúng ta thấy các bạn, vừa đèn xanh đèn đỏ xong đó, chạy tới thì cũng rất là ít xe, đường rất là trống vắng chiều nay các bạn. Sài Gòn rất là đông đúc, nhưng mà đông đúc như vậy thì tạo ra cái sự được cái này mất cái kia, được cái sự, nếu mà đông đúc thì được cái sự phát triển kinh tế và người dân làm ăn sinh sống rất là được. Còn nếu mà bây giờ chúng ta nhìn thấy đường xá thoáng sạch đẹp, vắng xe, nhưng mà chúng ta lại đang bị thiệt hại về kinh tế, cho nên được cái này thì mất cái kia, mình làm sao cho nó dung hòa tất cả. Đây là đường Điện Biên Phủ đó các bạn, ở góc ở góc Nam Kiệt Khinh Nghĩa, Bách Tơ, Phan Ngọc Thạch này kia, dài ra thì kẹt xe rất là dữ, mà hôm nay rất là trống thoáng. Cái này là xe đông, này là do tụ lại đèn đỏ, nhưng chúng ta thấy vẫn rất ít xe gắn máy là chạy ra đó. Cái len của xe hơi luôn, chạy thoải mái luôn, và chúng ta thấy không, rất ít những chiếc xe ô tô. Đường phố này là ngày nào kẹt xe, bây giờ rất là trống. Khúc này là Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè các bạn, Điện Phủ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chỗ này là thường là kẹt xe đó các bạn, nhưng mà hôm nay thì rất là trống vắng, chạy bon luôn. Nam Kỳ Khởi Nghĩa xong rồi đến ngã tư Bách Tơ. Qua ngã tư Bách Tơ rồi đến Phạm Ngọc Thạch. Chúng ta thấy lúc nào cũng trống vắng, chỉ có vài chiếc xe gắn máy phía trước. Đây là điểm mật độ xe cộ dày đặc trước khi mà có phòng chống dịch bệnh đó các bạn, mà bây giờ chạy rất là trống thoáng, chạy xe bon. Đó, chúng ta thấy cái sự bùng phát của dịch bệnh nó dữ như thế nào không, mà Việt Nam mình thấy là khống chế tốt đó các bạn. Đây là ngã tư Hai Bà Trưng các bạn, mình thấy Việt Nam là khống chế bệnh cũng rất là tốt. Đây là gần tới cái vòng xoay Điện Biên Phủ và Nguyễn Bình Khiêm. Ở đây thì thường thì trước đây thì mật độ xe cộ vòng xoay này cũng rất là đông, các bạn thấy không, vài xe gắn máy, hiện giờ thỉnh thoảng thì thấy một chiếc xe ô tô. Và cái đường này thì hướng ra ngã tư Hàng Xanh đó các bạn, hướng ra cầu vượt. Đây là tới cầu vượt ngã tư Hàng Xanh. Ngã tư Hàng Xanh cũng là một trọng điểm về mật độ xe cộ dày đặc và hay xảy ra kẹt xe. Các cảnh sát giao thông thường ở đây để mà xử lý ùn ắc giao thông, mà bây giờ rất là trống vắng, cứ chạy bon. Xe gắn máy muốn chạy lên nào thì chạy. Rồi, mà cái điểm mà mình muốn quay nhất, muốn đến nhất là đoạn Xô Viết Nghệ Tỉnh đi hướng về bến xe miền Đông. Đây, con đường trước mặt chúng ta đây, con đường này là con đường trọng điểm về mật độ xe cộ dày đặc, rất là đông. Trước thời dịch cúm thì có thể kẹt xe và mật độ xe cộ rất là đông từ sáng sớm tới tối luôn các bạn. Mà bây giờ thì sao? Chúng ta thấy không? Tầm ảnh hưởng của dịch bệnh làm cho mọi người ý thức rất là cao, không dám ra đường, thay đổi lối sống luôn, biết bảo vệ mình, biết bảo vệ mọi người, biết đùm bọc sẻ chia. Nhiều tấm lòng đã giúp đỡ những người nghèo trong lúc khó khăn, những người bán vé số cũng được cung cấp tặng nhu yếu phẩm và gạo và tiền đó các bạn. Những người có hộ hoàn cảnh khó khăn thì được những nhà hảo tâm, nhà nước và nhân dân chung tay giúp đỡ. Trong lúc này đây thì tình người rất là quan trọng. Đó, chúng ta thấy con đường kẹt xe khủng khiếp ngày nào, bây giờ chỉ lác đác vài chiếc các bạn. Một phần thì chắc là bến xe miền Đông cũng hạn chế rồi các bạn. giao thông giữa các tỉnh nó cũng hạn chế rất nhiều về xe cộ, cho nên mật độ xe cộ đi cũng đường này rất là vắng. Vắng không? Chạy đã không? Chứ thường mà đi ngang đây là muốn chửi không đó các bạn. Đông xe lắm, rồi xe chạy ngược chiều tùm lum hết. Rồi từ trong hẻm đâm ra, trong mấy cái hẻm trong đây nhỏ nhưng mà xe nó chạy luồn lách vô cũng nhiều lắm. Tại đây là điểm nóng của cái mật độ giao thông cao đó các bạn. Chạy đặt xe cộ nhưng hôm nay rất là vắng. Một bên trái là đi về bến xe miền Đông, bên phải là đi về vô cư xá Thanh Đa đó các bạn. Bây giờ mình đi qua con đường chắc đi Ung Văn Khiêm. Đây là đường Ung Văn Khiêm nè các bạn. Rất là trống vắng. Chúng ta biết đường Ung Văn Khiêm có rất là nhiều quán cà phê, những cái quán nhậu rất là lớn, mặt bằng rất là to. Và mình đi mình quan sát thì tất cả đã đóng cửa. Các bạn thấy ghê gớm không? Những cái doanh nghiệp lớn nhiều cái cũng phải đóng cửa chúng ta thấy. Cho nên chúng ta đi lao động mà chúng ta hay là buôn bán lẻ này kia gì, chúng ta thấy chúng ta rất là thiệt hại. Nhưng mình thấy cái thiệt hại mình cũng chỉ là như một hạt cát so với những cái thiệt hại và những cái ảnh hưởng xấu. Đối với những cái người làm ăn lớn, những cái doanh nghiệp. Cho nên chúng ta cứ bình tĩnh thì thích nghi theo cuộc sống thôi. Rồi chờ cái cơn dịch này nó qua thì chúng ta sẽ tốt thôi. Đây là đường Nguyễn Hữu Cảnh, cũng rất là vắng nha các bạn. Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đây, xe cộ, đường trống lỏng, xe cộ rất vắng. Thường thì đường này cũng khá là đông. Nói chung Sài Gòn đường nào cũng mật độ đông trước cái mùa dịch. Chúng ta vào khu Vinhome. Khu Vinhome ở trong đây cũng rất là sầm uất và sung túc. Vì ở đây là khu nhà ở cao cấp và những dân ở đây thì cũng khá giả. Nên thường thì xe hơi rất là nhiều ra vào. Và nó có cái landmark 81 thì thu hút tất cả người dân thành phố và các tỉnh thành cũng khi đến Sài Gòn cũng đều ghé chỗ này mua sắm và tham quan. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái mùa dịch này tất cả đều vắng lặng. Thường thì xe hơi đậu dài. Bây giờ chúng ta thấy rất là vắng lặng. Mật độ dân số đây rất là đông vì những tòa nhà rất nhiều và rất cao, cho nên số căn hộ rất lớn. Cho nên rất là sầm uất, và nhưng mà hôm nay thì vắng tanh, vắng teo. Đây là mình quay một số cảnh trong Vinhome cũng rất đẹp ha. Đẹp quá nhưng mà mọi người đều cảm thấy bị thiệt hại. Ở đây là cái sảnh chính của Landmark 81. Mình đi vào xem nha. Chúng ta thấy không, nó đóng cửa hết rồi. Cùng đồng lòng với nhân dân cả nước, với chính phủ để phòng chống dịch bệnh. Cho nên Landmark 81 cũng tạm thời đóng cửa. Mình đọc thấy cái bảng mà dán phía trước cửa đó các bạn. Phía trước là một cái công viên rất là đẹp nha các bạn, nổi tiếng nha. Người dân thành phố và người dân ở đây cũng ra đó công viên đó chơi. Công viên nó rất là đẹp. Ở đây là đường Lê Thánh Tôn. Đường Lê Thánh Tôn cũng là một điểm xe đông, xe nhiều trước dịch. Bây giờ quá vắng và lặng. Vincom, ghé vô Vincom coi các bạn ơi. Vincom cũng đóng cửa luôn các bạn ơi. Chúng ta thấy đóng cửa hết, không có tụ tập, không có buôn bán, không gì hết, đã đóng cửa rồi các bạn ơi. Đây là cái sảnh chính của Vincom trên đường Lê Thánh Tôn. Đường Lê Thánh Tôn, khu này cũng nổi tiếng là xe rất là đông. Nhưng mà hôm nay đóng cửa, đối diện là Bắc Sơn. Và đây là đường Lê Thánh Tôn. Phía trước chúng ta, đây là Ủy ban Nhân dân thành phố, rất là đẹp. Cây cối, thiết kế rất đẹp các bạn ơi. Vắng vẻ vô cùng. Phía trước là khách sạn Red Hotel. Đường phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu này tập trung rất là khách nước ngoài, rất đông. Và người dân cũng ra phố Nguyễn Huệ rất đông. Nhưng hôm nay một sự vắng lặng đến dị thường. Không xe luôn các bạn. Đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ, rất đẹp nhưng mà vắng người. Chứ thường thì ở đây du khách nước ngoài, những người nước ngoài đến đây làm việc và người Việt Nam làm việc và ra đây vui chơi rất là đông đúc nha các bạn. Hôm nay rất là vắng lặng, mọi sự buôn bán, tất cả những cái sinh hoạt bình thường đã bị bất bình thường và đình trệ lại hết để mà phòng chống dịch bệnh. Đó cũng là một điều tốt thôi các bạn, trong cái thời điểm này. Đường phố đi bộ Nguyễn Huệ. Con đường này đẹp quá các bạn. Và chúng ta cũng thấy lác đác mới thấy được những chiếc xe ô tô chạy ha. Đường rất là trống lỏng, trống vắng chiều nay luôn. Bây giờ mình rẽ vào đường Hải Triều các bạn. Mình ghé vào tòa nhà. Ở đây là tòa nhà Bitexco. Tòa nhà cao thứ 3 ở Việt Nam, sau Landmark 81 và một cái tòa nhà ở ngoài Hà Nội. Và ở đây cũng nghỉ rồi các bạn ơi. Đóng cửa, không có buôn bán, không có sinh hoạt gì ở đây. Tạm thời đóng cửa trong cái mùa dịch bệnh này. Đây là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành thì mình thấy rất là sầm uất, lấp là tấp nập kẻ mua người bán vào ra, nhất là những khách du lịch và khách Tây mà bây giờ cũng rất là vắng lặng. Nhưng mà một số hộ vẫn còn bán trong đó nha các bạn. Nhưng mà nghỉ đóng cửa, đóng sạp thì rất là nhiều. Và mình đi nhìn vô thì nó hơi tối om. Tất cả các cổng đều có bảo vệ chặn lại và có cái bảng là tất cả mọi người ra vào đều phải đeo khẩu trang. Có một số ít còn bán nhưng mà cái số đó rất ít. Bạn nhìn vô thấy đèn nó một số nơi tối thui. Tiểu thương nghỉ cũng rất là nhiều. Phía trước là đường Lê Thánh Tôn đó. Và đây là khách sạn New World trên đường Lê Lai các bạn. Bây giờ cũng chúng ta thấy hầu như đi đường nào cũng vắng tanh vắng tên. Trước khách sạn New World cũng chung một cảnh tượng. Đường xá rất là vắng. Sài Gòn là cái thành phố trọng điểm kinh tế lớn nhất cả nước, rất là sung túc, rất là nhộn nhịp. Và bây giờ cũng chịu mỗi cảnh rất là vắng lặng. Mọi sự đều phải trình trệ lại để mà lo phòng chống dịch. Chúng ta thấy như thế này thì chúng ta hy sinh kinh tế rất là lớn. Cho nên cũng mong cái dịch qua đi để mà chúng ta phát triển kinh tế lại. Đây là cái đường, con đường thời trang Nguyễn Trãi các bạn, từ ở Trần Bình Trọng cho đến Trần Phú. Đường Nguyễn Trãi thường thì rất là nhộn nhịp, sung túc, sầm uất, nhưng hôm nay vắng tanh vắng teo. Tất cả các cửa hàng hầu như là đóng cửa. Các cửa hàng thời trang đó các bạn hầu như đóng cửa. Mình chỉ thấy lác đác một vài chỗ bán, nhưng mà họ chỉ bán ở lề đường các bạn, chứ không trong cửa hàng thì đã đóng cửa hết. Ở đây có tiệm bánh Đức Phát, có mì vịt tiềm Hải Ký, mì vịt tiềm Thêm Quy và Phở Lệ, những cái chỗ mà ăn ngon ở trên đường Nguyễn Trãi đó các bạn. Đây là góc Huỳnh Mẫn Đạt. Chúng ta quẹo qua đền Huỳnh Mẫn Đạt. Chúng ta thấy bên tay trái chúng ta cho cái cây đó là quán cà phê Đà Lạt Phố. Thường thì cũng rất là đông khách. Đèn đuốc mở rất là đẹp. Nhưng bây giờ là một sự vắng lặng. Chúng ta nhìn thấy đó. Đèn đuốc đồ tắt hết. Không còn hoạt động tạm thời trong cái mùa dịch này nữa các bạn. Tạm thời nghỉ. Chấp hành lệnh của chính phủ nhà nước. Thì mình thấy theo cái đánh giá mà mình coi trên TV thời sự đó thì là mình không biết châu Á hay thế giới mà chỉ số mà dân tin vào chính phủ mà trong cái dịp mà phòng chống dịch này thì cho mình nó ở châu Á cho nó chính xác, mình nói thế giới thì mình không biết, là người Singapore và người Việt Nam là tin vào chính phủ trong việc phòng chống bệnh này là cao nhất. Như vậy là các bạn vừa xem một số cảnh đường xá sinh hoạt của phố phường Sài Gòn trong cái mùa phòng chống dịch bệnh này. Và mình cũng xin kết thúc ở video ở đây. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe để cùng nhau chiến thắng bệnh dịch. Và các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, khi ra đường phải cần thiết mới ra và đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cho tốt, cách ly cho thật tốt để cùng chiến thắng bệnh dịch nha. Tạm biệt các bạn.